Kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay thì sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Vịnh Bắc Bộ tại trạm đảo Bạch Long Vĩ, tầm nhìn lúc 4 giờ sáng là 4 km, ảnh hưởng ít nhiều tới những tàu câu mực. Ngoài ra bà con cũng cần lưu ý là trong hôm nay, dự báo gió ở Vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 do ảnh hưởng của sự phát triển mở rộng của vùng áp thấp nóng ở phía tây nam đất liền Trung Quốc. Độ cao sóng là từ 1m50 đến 2m50, biển động. Vùng biển gần bờ từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau thì trong ngày hôm nay trời sẽ nắng nhiều, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 5, độ cao sóng từ 0m50 đến 2m, sóng gió khá thuận lợi để bà con hoạt động trên biển. Các vùng biển ngoài khơi xa cũng có thời tiết tốt, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió ổn định khoảng cấp 4, độ cao sóng từ 0m50 đến 1m50. Huyện đảo Trường Sa thì mưa chỉ vài nơi không đáng kể, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió duy trì cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 2m. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.